mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 331, khúc dạo đầu xui xẻo 1. Ngay tại lúc Vân Khanh đi xuống tiểu lâu, ra đến đường lớn, tiếng một người từ phía sau truyền đến, những việc này là tiểu thư sắp xếp. Vân Khanh khẽ nhíu mày, nhưng không dừng bước, vẫn cứ đi về phía trước. Liêu Thúy vốn định xoay người, nhưng thấy dáng vẻ của Vân Khanh tự hồ như không nghe thấy. Tuy vậy nàng biết, Vân Khanh nhất định nghe được, chẳng qua là thanh âm này xa lạ, vừa rồi không có chỉ tên nói họ. Nếu mạo muội gật đầu, sẽ giống như ngầm thừa nhận lời hắn nói, nên Liêu Thúy liền như Vân Khanh, khắc chế xúc động muốn quay đầu lại. Thanh liền thì đưa mắt nhìn sắc mặt Vân Khanh, cúi mắt ngẫm nghĩ một chút, cũng giống Liêu Thúy, làm bộ không nghe thấy. Tiểu thư, tại hạ ở phía sau gọi nàng, tại sao nàng lại không để ý đến ta chứ?" Một nam tử phong độ từ phía sau bước nhanh tiêu sái đến phía trước, sau đó xoay người, đứng ở trước mặt Vân Khanh, chậm rãi nở nụ cười với nàng. Người đang ở phía trước, đường bị ngăn trở, Vân Khanh ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện này, một thân trường bào màu xanh biển, bên ngoài là áo khoác bằng lụa mỏng màu xanh, một đầu tóc đen dùng cây châm bạch ngọc châm cố định bên hông là đai lưng màu trắng phối với một miếng ngọc bội hình quả trứng tả áo nhẹ bay thần thái thật là tiêu sái khuôn mặt tuấn nhã lại ẩn ẩn hàm chứa anh khí khí khái anh hùng phục sức trên người cho thấy người này cũng là con cháu nhà quyền quý từ khi đến kinh thành vân khanh cảm thán khắp nơi đều có thể gặp tuấn nam các thế gia trải qua mấy chục đến hơn trăm năm kết thân sinh ra đời sau không nói người người nổi tiếng nhưng họ ai cũng đều tuấn tú lịch sự chỉ là không biết vị công tử trước mặt này là con cháu quý phủ nào đây nàng nhìn nam tử xa lạ trên mặt cũng không có biểu tình gì khác đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp mang theo nét bình thản đôi môi khẽ mở công tử mới vừa gọi ta phải không vẻ mặt của nàng thực vô tội nhưng nam tử lại có thể từ trong đôi mang không mang chút hoang mang không sợ hãi bấn loạn kia nhìn ra nàng khẳng định nghe được tiếng của hắn chính là không muốn để ý, lập tức khóe môi cong lên, trên khuôn mặt tuấn nhã có ý cười đầy hứng thú. Vừa rồi, đúng là ta đã mạo phạm tiểu thư, tại hạ họ tiết, tên nhất nam, chỉ là bởi vì vừa rồi không khéo thấy được một việc, cảm thấy quá mức trùng hợp, muốn đến hỏi tiểu thư một chút. Họ tiết, Vân Khanh nhíu mày liếc mắt nhìn qua nam từ tự xưng tiết nhất nam này, họ tiết không tính là thế gia vọng tộc, trong kinh thành người họ tiết cũng không nhiều, cũng là dòng tộc tiếng tâm tầm cỡ, bởi vì nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu chính là họ Tiết. Nàng nhớ rõ, Tiết Quốc Công cũng không có đứa con nào tên là Tiết Nhất Nam, nhưng nam tử trước mắt này, dù là phong độ hay ngoại hình cũng đã nói rõ, hắn không phải xuất thân từ gia đình bình dân. Nếu trên thế gian này khi gặp những chuyện trùng hợp, công tử đều muốn hỏi cho rõ thì chẳng phải công tử có quá nhiều chuyện để làm rồi sao? Nàng cũng không muốn cùng người khác nói nhiều chỉ là nam tử trước mắt này, khi hắn cười thì trong mắt tỏa ra hào quang, thoạt nhìn thì bình thường, nếu để ý kỹ sẽ cảm thấy đây là một người thâm tàng bất lộ. Bị nàng phủ nhận như thế, Tiết Nhất Nam cũng không tức giận, ngược lại hắn vô cùng vui vẻ nâng cầm lên vô thanh vô tức mà cười vài tiếng, khi nhìn lại Vân Khanh, trong mắt mang theo một tia sắc bén, ý cười cũng có thêm áp lực, chuyện trùng hợp đúng thật không phải mỗi chuyện đều bị ta nhìn thấy chỉ là vừa rồi ở khách điếm, khi cảnh lang trung bị người bắt gian ở trong phòng tứ hoàng tử lại trùng hợp như vậy mà đi ngang qua cố tình tiểu thư lại đi vào tòa tiểu lâu ở đối diện này cho tới bây giờ mới đi ra cùng với thời gian chuyện ở tiểu lâu đối diện xảy ra thật sự quá trùng hợp vận ninh quận quân cũng không cảm thấy việc này trùng hợp sao khi tiết nhất nam nói ra bốn chữ vận ninh quận quân đôi mắt của vân khanh hơi ngưng trọng người này ngay từ đầu đã biết thân phận của nàng cũng đã nhìn thấy mọi chuyện trong khách điếm, hơn nữa hắn vừa rồi cũng từ từ lâu này đi ra, căn cứ vào vị trí phòng bao, có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong khách điếm đối diện chỉ có phòng của nàng cùng căn phòng bên cạnh thôi. Hắn là trùng hợp hay là trước đó đã biết? Vân Khanh ngoài mặt thì rất bình tĩnh, trong đầu lại đang phân tích khả năng phát sinh của sự việc, kế hoạch của nàng vì tránh bị tiết lộ, đều vào thời khắc cuối cùng mới sắp xếp bố cục hoàn chỉnh, hắn không có khả năng biết trước như vậy chỉ có thể là trùng hợp. Ánh mắt Vân Khanh rơi xuống túi vải bên hông nam tử, dựa theo hình dạng có thế thấy bên trong cũng là một vật thể tròn dài, trong lòng đã có định luận, xem ra vị này cũng có, thiên lý nhãn. Hắn hẳn là vào lúc mình vào tiểu lâu liền vào theo, cho nên biết thời gian nàng vào, mới có thể không cẩn thận chứng kiến toàn bộ màn kịch đó, lại gặp mình đi ra, hơn nữa hắn còn biết nàng là ai như vậy thành ra hắn nghĩ nàng là người đứng sau chuyện của thu di nương cùng thu thủy vừa rồi người này tâm tư thực cẩn mật tất nhiên dù là tâm tư cẩn mật cũng không thể chứng minh được cái gì sự tình đã đến bước này dựa theo tính tình cương trực của tứ hoàng tử mà nói cho dù vạch trần mọi chuyện cảnh hữu thần cũng không thể lại được trọng dụng nữa nàng muốn chính là hiệu quả này đạt được hiệu quả là được rồi vì thế vân khanh khẽ cười cánh môi phấn nộn đột nhiên nở ra một nụ hoa mê người, nhìn Tiết Nhất Nam, dựa theo lời của Tiết Công Tử, ngài nắm được thời gian ta vào tửu lâu, nay lại cố ý theo ta ra khỏi tửu lâu, xin hỏi Công Tử có phải đã luôn theo dõi ta, một nam tử lại vụng trộm theo dõi một nữ tử, đến tột cùng là có ý đồ gì? Thanh âm của nàng hàm chứa sự truy vấn sắc bén, đôi mắt sắc như kiếm, trong mi mắt tựa hồ mang theo vẻ ghét bỏ, gắt gao nhìn chằm chằm tiết nhất nam tiết nhất nam bị những câu hỏi liên tiếp của nàng bức bách nếu mày phủ nhận nói ta làm sao có thể theo dõi quận quân chứ chẳng qua là trùng hợp hắn nói tới đây lông mi hơi hơi động giọng nói ngưng bặt nụ cười lập tức mở rộng trong mắt từng đạo ánh sáng liêu động ca người lại có loại thần thái của công tử danh môn tay vuốt vuốt mũi sau đó chỉ vào vân khanh nói quận quân quả nhiên rất có tài ăn nói tại hạ không lời nào để nói rồi Vừa rồi hắn vì giải thích mình không phải đang theo dõi Vân Khanh, mà là trùng hợp gặp ngỡ, mà khi hắn phản bác như vậy, Vân Khanh cũng tự nhiên có thể nói, người có thể trùng hợp, ta tự nhiên cũng là trùng hợp. Hơn nữa từ đầu tới cuối, Vân Khanh một câu đều không nhắc đến chuyện xảy ra ở khách điếm đối diện, coi như hoàn toàn không biết hắn đang nói đến chuyện gì, chỉ đang cãi lại mà thôi. Tài An nói sắc bén cùng phản ứng nhanh nhạy bậc này lại cùng xuất hiện trên người một nữ tử thật sự là hiếm thấy. Tiểu nữ không dám nhận tài ăn nói giỏi, chỉ là tiết công tử nên biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào phán đoán của công tử mà đưa ra kết luận. Vân Khanh không chút khách khí bác bỏ ý tưởng ban đầu của hắn, cũng không vì được tiết nhất nam tán thưởng mà mất đi vẻ trầm tĩnh. Nam tử trước mặt này cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Đôi mắt tiết nhất nam khóa chặt trên người Vân Khanh, một chút cũng không để ý tới hàn ý trong lời của nàng, là ta sai rồi. Nhưng mà quận quân cũng nên biết, chuyện trên đời này không phải chỉ cần dựa vào tài ăn nói giỏi là đủ, đã làm ra chuyện thì không thể chắc rằng sẽ không ai biết. Đối với một người vừa mới gặp mặt lại buông lời sắc bén cũng không phải là phong cách của Vân Khanh, nói đến đây, nhiều lời cũng vô ích, là địch là bạn, cứ đến thì nàng sẽ tiếp chiêu, vì thế thản nhiên cười, tiết công tử, tiếp theo đây công tử còn muốn trùng hợp đứng ở trước mặt ta sao xem ra quận quân là đang trách ta ngăn trở đường đi của nàng rồi tiết nhất nam nhíu mày cười trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo áy náy dưới chân lại không nhúc nhích đứng ở phía trước cũng không như ý tứ trong lời mà cố ý ngăn cản đường đi của nàng à, à tiết huynh ta chỉ mới sai ông chủ đóng gói món điểm tâm người đã cùng mỹ nhân xinh đẹp như vậy làm quen rồi a à một nam tử bộ dạng đoan chính, hai mắt lại mang theo tà khí, cước bộ nhẹ nhàng, mặc hoa phục sặc sỡ từ trong khách điếm đi ra, lời nói ngã ngớn, ánh mắt cũng rất không đoan chính, khi nhìn người khác, lại cứ như đang lột trần họ. Liêu Thúy phản ứng mau lẻ, lập tức bước lên phía trước đem Vân Khanh che ở phía sau, không cho ánh mắt không kiêng rẻ của nam tử kia đánh giá Vân Khanh. Nam tử bị Liêu Thúy che mất tầm nhìn, nhìn không thấy Vân Khanh, nhưng cũng đã đi đến đủ gần để biết nàng là ai, lần trước trên Trạng Nguyên Yến, ấn tượng của hắn đối với Vân Khanh rất sâu sắc, liền ngẩng mặt nghiêng người dựa lại gần, xuyên qua bả vai của Lưu Thúy mà nhìn Vân Khanh, thì ra là vận Ninh quận quân, ta đã nói mà, mỹ nhân xinh đẹp tuyệt diễm này, kinh thành cũng không nhiều, ta đối với nữ nhân xinh đẹp rất có ấn tượng, thủ đoạn của Tiết huynh cũng không tệ a. À. Tiết Nhất Nam nhìn phản ứng của Lưu Thúy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt không chốt gợn sóng của Vân Khanh, tựa hồ muốn xem phản ứng của nàng. chương 332, khúc dạo đầu xui xẻo, 2. Vân Khanh nhìn nam tử vừa đi đến kia, đáy mắt có chút sắc lạnh, người này là phò mã của thất công chúa, là trưởng tử một gia tộc lâu đời, lê gia, cũng là lãng tử phong lưu nổi danh kinh thành, lúc trước khi mới gặp thất công chúa cũng mặt dày mày dạn, liều mạng theo đuổi. Náo đến kinh thành người người đều biết. Còn thề thốt sửa đổi phong cách lãng tử dạo thanh lâu của mình, ở trước mặt Lê lão gia khóc nói muốn ăn năn hối cải, nếu không cưới được thất công chúa, hắn cả đời sẽ suy sút không dậy nổi. Không còn tâm tình làm bất cứ chuyện gì, làm cho Lê lão gia xúc động sâu sắc, tự mình hướng bệ hạ cầu hôn. Mà hành động này của hắn cũng khiến thất công chúa cảm động, khả năng hoàng gia nữ tử có thể lựa chọn hôn sự cho chính mình rất nhỏ. Lê gia thế coi như không tệ minh đế thấy vậy cũng đáp ứng mối hôn sự này. ai ngờ năm đầu tiên gả đi lê phò mã quả thật là đối với thất công chúa dùng ái có thừa nhưng sau một năm liền ngựa quen đường cũ hiện nay hắn cưới thất công chúa được chừng hai năm rưỡi trong nhà đã nạp thêm ba tiểu thiếp mỗi ngày lưu luyến thanh lâu trắng đêm không về thất công chúa lúc đầu còn tức giận rơi lệ đi đến trước minh đế cáo trạng minh đế còn có thể kêu lê lão gia đến răn dậy một chút lê lão gia bị hoàng đế nhắc nhở tự nhiên trở về sẽ mắng lê phò mã nhưng lê phò mã bị mắng thì yên ổn được ba ngày sau lại thói quen tái phát dù giáo huấn như thế nào ép buộc ra sao thì lúc ấy thái độ rất tốt chỉ cần vừa hết hạn lập tức liền trở lại như cũ lê lão gia vì thế còn bị minh đế ném cho không ít chiếc giày để mang chức quan cũng dừng lại ở chức thị lang bộ hình không thể tiến thêm, tức giận đến hai năm già đi 10 tuổi, đối với trưởng tử duy nhất này lại không thể nặng tay, vừa lại không có biện pháp. Mà Lê Phò Mã tuy rằng chơi bời lêu lồng, học thức nông cạn, nhưng vì là con rể của thiên tử, ở trong triều cũng chiếm được chức vị an nhàn béo bở, thế nhưng hắn ta không vì vậy mà giác ngộ, còn liên tiếp phạm sai lầm. Loại nam tử nhờ vào quyền thế của thê tử, còn làm ra vẻ đương nhiên, không biết báo ơn này, Vân Khanh nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Cùng hắn nói thêm một câu đều cảm thấy đang lãng phí tinh lực. Vũ nhục chính mình, nhau mắt liếc hắn một cái. Trong mắt là khinh miệt không chút che giấu. Cái nhìn này vì vấn đề góc độ nên Lê Phò Mã không nhìn thấy rõ. Nhưng Tiết Nhất Nam lại thấy rất rõ. Trên mặt liền mang theo nghiền ngẫm. Cô nương này trái lại thật thú vị. Lá gan cũng đủ lớn. Không sợ ánh mắt này bị Lê Phò Mã nhìn thấy sẽ phải chịu tai họa gì sao? lê phò mã không phải huynh nói muốn mua điểm tâm cho tất công chúa sao còn ở nơi này làm cái gì điểm tâm nguội thì sẽ không ăn được đâu tiết nhất nam thu hồi tầm mắt rừng trên người vân khanh quay sang nhìn lê phò mã đem đề tài chuyển đi hắn cũng không thích lê phò mã nói vân khanh như vậy nữ tử như nàng lê phò mã không có tư cách bình luận lê phò mã nghe được lời của tiết nhất nam nâng tay nhìn hộp điểm tâm mình đang cầm vài lần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ai thèm mua về cho ả à phụ nhân luống tuổi kia chứ? Nếu không phải hôm qua phụ thân lại gọi ta đến giáo huấn mấy canh giờ, ta mới lười đi mua. Đáy mắt hắn mang vẻ lạnh nhạt cùng bạc tình, ai có thể ngờ vị nam tử miệng lưỡi thô tục này đã từng cuồng nhiệt mà theo đuổi thất công chúa? Loại tình cảm này, đối với nam tử mà nói, thật sự chỉ là nhất thời, trong nháy mắt liền có thể tan biến. Vân Khanh hơi nâng tầm mắt ánh mắt nhìn lê phò mã tràn ngập u ám bên trong lại ẩn chứa thêm lệ khí ở trên người hắn nàng cơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của cảnh hữu thần lúc trước cảnh hữu thần cũng theo đuổi nàng như vậy cuối cùng lại vứt bỏ nàng như cỏ rác tình cảm ngày xưa lại đột nhiên biến thành tờ giấy phai màu chạm nhẹ liền tan nát vị thất công chúa này tiếp trước nàng cũng nghe nói là một nữ tử cực kỳ tú lệ dịu dàng nhưng sau khi thành hôn 5 năm liền buồn bực mà chết mà Lê Phò Mã sau khi thất công chúa qua đời được nửa năm, lại đón thêm người mới vào cửa, lại trôi qua ngày tháng tốt đẹp có thê thiếp thành đàn. Nhất thời, trong đầu nàng xuất hiện một ý tưởng, ý tưởng kia vừa lớn mật lại mới mẻ, có lẽ khả năng của nàng có hạn, nhưng nếu có thể làm được, thì nàng cũng sẽ vì thất công chúa mà tận lực. Còn người của nàng ở trên người Lê Phò Mã dạo một vòng, sau đó thu hồi, kêu, lưu thúy, thanh liên, chúng ta đi. Tiết Nhất Nam cùng Lê Phò Mã hai người này, nàng cũng không quen thuộc. Nàng không cần vì hai người họ mà tiếp tục ở đây hao phí thời gian. Con đường này bị Tiết Nhất Nam ngăn trở, chẳng lẽ nàng không thể đi con đường khác sao? Liều Thúy gật gật đầu, đôi mắt thật to nhìn Lê Phò Mã liếc mắt một cái, lạnh lùng thu hồi, đi theo phía sau Vân Khanh. Lê Phò Mã thấy Vân Khanh một câu cũng chưa nói với hắn, ngay cả lúc đi cũng coi hắn như không tồn tại, Cả kinh thành có ai không vì hắn là phò mã mà cho hắn ba phần sắc mặt chứ. Nhất thời có chút tức giận muốn xông lên chất vấn. Tiết nhất nam kịp thời vươn tay ngăn cản động tác của Lê Phò Mã. Trong mắt là ý cười nhiên ngẫm. Lắc đầu nói, quận quân là nữ tử. Đứng cùng ta và huynh quá lâu cũng không tốt. Đi, huynh đem phần điểm tâm về phủ trước. Lát nữa ta ở túy hương huyền, mời huynh uống rượu. Lê Phò Mã trong lòng vốn đang tràn đầy tức giận nghe được ba chữ túy hương huyền, thì biểu tình trên mặt trở nên bị ổi, trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ vừa lòng. Tay vỗ vỗ vai tiết nhất nam, cười to nói, tốt, hảo huynh đệ, đây là người nói a à, đợi lát nữa ở túy hương huyền, không gặp không về, hôm nay ta sẽ không cho ngươi lén trốn đi đâu. Được rồi, huynh nhanh đi thôi, đến muộn thì thứ huynh thích cũng không còn đâu. Tiết nhất nam trên mặt nở nụ cười, đáy mắt lại hiện lên một tia chán ghét, Ánh mắt xẹt qua bàn tay của Lê Phò Mã đang để trên vai hắn thì đột nhiên nổi lên sát ý. Khi Lê Phò Mã mang theo gã sai vặt đi xa, giơ tay lên, ở trên vai dùng sức phủi, "A Kim, bộ quần áo này, cho người dựa theo số đo của ta làm lại bộ khác." Gã sai vặt ban đầu đi ở phía sau Lê Phò Mã, chạy tới phía sau tiết nhất nam, gật đầu đáp, "Vâng, công tử." "Công tử có bệnh thích sạch sẽ," hắn rõ ràng nhất vừa rồi lê phò mã kia còn chạm vào vai của công tử bộ quần áo này bị vứt đi là bình thường hắn nói xong câu này ngẩng đầu nhìn bóng lưng vân khanh đã đi xa mày có chốt nhăn lại tiết nhất nam bắt gặp được bộ dáng này của hắn nếu mày nói như thế nào người cũng cảm thấy nàng rất đẹp không phải tiểu nhân chỉ cảm thấy vị tiểu thư kia tự quen mắt tựa hồ đã gặp qua a à, kim nghĩ nghĩ lúc ngẩng đầu thì trên mặt là vẻ bừng tỉnh như rực nhớ ra công tử người có nhớ tiểu nhân ở bến tàu từng nói với người vị tiểu thư kia bị tiểu nhân làm rơi dương đồ vào chân kết quả một chút cũng không tức giận cũng không mắng tiểu nhân hay không chính là nàng khó trách hắn vừa nhìn thấy đã cảm thấy quen thuộc thì ra là đã gặp qua ở bến tàu a à kim vừa nói như vậy tiết nhất nam tựa hồ cũng có chút ấn tượng lúc trước khi vừa cập bến kinh thành A Kim Quả, thật từng đề cập qua vị tiểu thư thiện lương rộng lượng này, không nghĩ tới nàng lại là Thẩm Vân Khanh, trong khoảng thời gian này, những chuyện về nàng, hắn cũng nghe nói không ít. Tiết Nhất Nam nhìn bóng lưng Vân Khanh ở phía xa, nụ cười nơi khóe miệng ẩn ẩn mang theo một cỗ đắc ý, chuyến đi kinh thành lần này, thế nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nụ cười này của hắn, trong ý cười lộ ra một cỗ quyến rũ khác hẳn với các công tử khác, tự nhiên xoay người trường bào theo gió vung động như gợn sóng a à, kim đi tới túy hương huyền, chờ lê phò mã thôi thời điểm vi ngưng tử bước xuống xe ngựa bước chân có chút không vững thiêu chút nữa té ngã trên đất phấn lam nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng ta quan tâm nói phu nhân cẩn thận một chút đợi lát nữa vào trong viện nô tỳ bôi thuốc cho người trước trong tủ có tốt nhất vì ngưng tử hung hăng liếc nàng ta một cái lòng tràn đầy lừa giận, nói, hiện tại biết kêu cẩn thận, vừa rồi ngươi vì sao không qua giúp ta. Nếu không phải hai người phấn lam phấn ngọc bị thu di nương kéo, nàng ta cũng sẽ không đến mức thảm như vậy, hai người làm sao có thể đánh không thắng một người. Rõ ràng chính là cố ý muốn chỉnh nàng ta, làm cho nàng ta bị à tiểu tiện nhân thu thủy kia đánh. Phấn Lam lòng tràn đầy oan khuất, các nàng làm sao có thể cố ý giúp đỡ thu di nương chính là thu di nương quá mức lợi hại, sớm đã có chuẩn bị, trong tay giấu châm, ai đụng vào nàng, nàng liền chích người đó, nếu không phải là hai người bọn họ, làm sao có thể ngăn cản thu di nương đi lên giúp thu thủy, phấn lam mở miệng cãi lại nói, phu nhân, nô tỳ không có. Vì ngưng tử làm sao có ý muốn nghe nàng ta nói nữa, trở tay liền tát một cái lên mặt phấn lam, ngươi còn nói xảo, ngươi nếu thật sự lo lắng cho ta, nên đỡ ta đi đến chỗ lão thái quân kia để bà ấy thấy bộ dáng ta bị tiểu tiện nhân khi dễ, đi bôi thuốc mỡ làm gì, ta còn có thể để cho lão thái quân thấy sao, người đây là muốn giúp tiểu tiện nhân kia che đậy hành vi phạm tội sao. Phấn làm vốn muốn nhắc nhở nàng ta một câu, hiện nay đi đến chỗ lý lão thái quân cũng không phải là ý kiến hay, nhưng trên mặt truyền đến đau nhức, khiến nàng ngậm miệng lại, dụ mắt không nói chuyện. Đỡ vì ngưng từ khập khiễng đi đến viện của Lý Lão Thái Quân. Hoa Diên Đường. Chương 333, Bách Hoa Thất Thế, 1. Bóng đêm ngày càng sâu, Lý Lão Thái Quân đợi không được cảnh hữu thần và vi ngưng tử đến, trong lòng đã có chút tức giận, đang chuẩn bị đi nghỉ, lại nghe bên ngoài có người truyền lời, vi ngưng tử đã tới. Bà liền ngừng lại động tác, để nha hoàn giúp đỡ một lần nữa ngồi xuống giường La Hán, phân phó người cho vi ngưng tử tiến vào. Vi ngưng tử vừa tiến đến, liền che mặt, quỳ gối ở trước mặt lý lão thái quân hu hu khóc kể mẫu thân người nhất định phải làm chủ cho con dâu a đợi hơn nửa đêm không đợi được phu thê bọn họ kết quả vi ngưng tử vừa đến đã dùng nước mắt mờ màn lý lão thái quân nhíu mày nghiêm túc nói có lời gì trước tiên nói cho rõ ràng vừa tiến vào đã khóc lóc ầm ĩ thì ta làm sao biết xảy ra chuyện gì vì ngưng tử chỉ đợi lời này nàng ta ngẩng đầu lên nhìn lý lão thái quân mẫu thân, phu quân muốn nạp thiếp, còn để cho ả thiếp thất kia đánh con dâu thành như vậy, con dâu thật sự nuốt không trôi cục tức này, mới có thể vào lúc này đến xin mẫu thân làm chủ. Khuôn mặt bầm dập xanh xanh tím tím rơi vào mắt Lý Lão Thái Quân, sắc mặt bà liền càng thêm nghiêm trọng, chuyện cảnh hữu thần muốn nạp thiếp, bà trước đó cũng chưa nghe nói qua, như thế nào qua một đêm liền xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa trên mặt vi ngưng tử là có chuyện gì thế này? Bà thở dài một hơi, điều chỉnh lại thanh âm, hỏi, hữu thần muốn nạp thiếp, là chuyện lúc nào? Người đang yên đang lành làm sao có thể bị đánh thành như vậy? Vì ngưng tử không ngờ rằng mình mang dáng vẻ này cho Lý Lão Thái Quân xem, Lý Lão Thái Quân thế nhưng lại không hỏi thăm nàng ta nửa câu, ngược lại trước tiên hỏi chuyện gì đã xảy ra, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nhưng rốt cuộc mình cũng là nàng dâu mới, chưa đầy ba tháng trượng phu liền muốn nạp thiếp về tình về lý, đều là cảnh hữu thần sai trước. Hôm nay hắn ở khách điếm không trở lại cho mình chút mặt mũi nào, vậy nàng ta cũng không cần phải tốt bụng với hắn nữa. Nghĩ đến đây, vì ngưng tử nắm chặt tay. Nhưng không tiếp tục khóc, mà thu hồi nước mắt, lấy một loại phong thái vô cùng rộng lượng, nhưng vết bầm trên mặt cùng ánh mắt tràn đầy uy khuất làm nàng ta càng trở nên đáng thương, kể lại một lần nữa chuyện xảy ra trên khách điếm. Đương nhiên, nàng ta sẽ không nói ngay từ đầu mình đã quen biết Thu Thủy, mà đem cái tát kia nói thành chính thất nhìn thấy trượng phu ở bên ngoài lén lút với tiểu thiếp mà tức giận. Kế tiếp là kể chi tiết Thu Thủy ương ngạnh thế nào, cùng với tình cảnh cảnh hữu thần bao che cho Thu Thủy ra sao. Từ lời kể của Vi Ngưng Tử, khuôn mặt của Lý Lão Thái Quân càng nhăn càng chặt, cây châm chim loan duy nhất trên đầu hơi hơi lay động, giống như Lý Lão Thái Quân đang cố gắng khắc chế tâm tình nghe tới đoạn khách điếm từ trường quầy đến mọi người đều vây xem, bàn tay với làn da lão hóa khô quát lập tức mạnh mẽ vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng vi ngưng từ khiển trách, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì hay không? Không nghĩ tới phen tố khổ của mình lại đổi lấy cơn thịnh nộ của Lý Lão Thái Quân, vi ngưng từ kinh ngạc ngẩng đầu. Liền trông thấy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lý Lão Thái Quân đang lan tràn tức giận, như muốn tùy thời xé nát lớp da mặt thoát ra ngoài, người thân là vợ của hữu thần, hẳn là phải hiểu được cái gì gọi là cung kính hiếu thuận, cái gì là lấy phu làm trời, cái gì là lòng dạ rộng lớn, là một chính thất hiền lành rộng lượng. Hôm nay hữu thần mặc dù đã làm sai trước, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp đều là chuyện bình thường. Người khi biết phu quân ở khách điếm bị người vây xem, lâm vào khốn cảnh, việc đầu tiên nghĩ đến lại không phải là lặng lẽ dàn xếp chuyện này, mà là xông lên trực tiếp cho nàng kia một cái tát, cái tát này của ngươi vừa vặn xác định danh vận cho nàng ta hơn nữa, ngươi còn cùng nàng ta ở nơi đông người qua lại như khách sạn quần ẩu. Đây là hành động một phu nhân quan gia nên làm sao? Sự việc này truyền ra ngoài, không chỉ ngươi không có mặt mũi gặp người, ngay cả ta cùng gia đình thông gia sau này đều không dám gặp ngươi. Lý lão thái quân thân là nhất gia chi chủ, việc đầu tiên bà lo lắng không phải là việc một người con dâu như nàng ta có bị mất mặt, có bị đánh hay không? mà là thể diện cùng danh dự của gia tộc. Vốn người con dâu vi ngưng tử này vì xảy ra chuyện rèm pha trong cung nên không thể không cưới về, nể mặt phụ uy vũ tướng quân, hơn nữa hậu thần thất thế, cũng cần cưới một người có lợi ích với nó để vãn hồi tình thế. Ai ngờ người thoạt nhìn nhu nhược đáng tin như thế, lại vì tiểu thiếp mà có thể làm ra loại chuyện dọa người như thế này. Trong nhận thức của Lý Lão Thái Quân, làm thê tử phải có lòng dạ rộng lớn bao la như biển để bao dung trượng phu của mình nhiều tiểu thiếp thì tính là cái gì cảnh hữu thần còn do một di nương trong hậu viện của lão vĩnh nghị hầu sinh ra bà căn bản là không biết vi ngưng tử vốn là lòng tràn đầy ủy khuất mang theo tâm tình nhịn nhục mà gả cho cảnh hữu thần nào biết trượng phu quan cấp thấp còn chưa tính hắn còn muốn cưới vợ bé điều này làm cho nội tâm luôn kiêu ngạo của vi ngưng tử làm sao chấp nhận được nay lại bị lý lão thái quân giáo huấn như vậy trong mắt vi ngưng từ trở nên phức tạp rất nhiều mở to đôi mắt như nước trong giọng nói tràn đầy không cam lòng mẫu thân chàng cùng con dâu chỉ mới thành hôn hơn hai tháng nay lại ngay tại khách điếm bên ngoài cùng người khác tư thông theo như lời của mẫu thân con dâu tuy rằng gả cho chàng nhưng cũng không có nghĩa là con dâu không biết xấu hổ để người diễu cợt bị người khi nhục người nếu ngay từ đầu âm thầm dàn xếp việc này đợi về sau âm thầm xử lý nàng kia, thì ai sẽ biết, ai lại có thể diễu cợt ngươi, khi nhục ngươi. Thể diện của nữ nhân đều do trượng phu mà có, hành động hôm nay của ngươi sẽ đem đến hậu quả gì, ngươi hãy tự mình nhận lấy đi. Lý Lão Thái Quân nói nhiều như vậy, vì ngưng tử thế nhưng nửa câu cũng không nghe lọt, còn cùng bà tranh luận, làm Lý Lão Thái Quân làm chủ gia tộc, nắm giữ sự vụ trong phủ nhiều năm như vậy, há có thể cho phép một tân nương tử làm như thế, trong lời nói liền mang theo của trách không chút khách khí, hừ lạnh nói, xem ra ta vì thông cảm ngươi là tân nương tử, không bắt ngươi tuân theo quy củ là một sai lầm, bắt đầu từ ngày mai, sớm trưa chiều ngươi đều phải đến chỗ ta, miễn cho người ta nói vĩnh nghị hầu phủ ta không có quy củ. Phấn làm cúi đầu đứng sát bên mép cửa, chỉ nhìn vào mũi chân của mình, vì ngưng tử ở chỗ lý lão thái quân đòi không được lợi ích nàng đã sớm biết phải biết rằng lão gia chính là hy vọng của vĩnh nghị hầu phủ lúc này bị tứ hoàng tử chất vấn như vậy tiền đồ khó dò lý lão thái quân trong lòng vốn đã muốn phát tiết một phen chỉ là khi đó nếu nói thêm câu nữa nàng sẽ lại bị ăn thêm cái tát nàng rõ ràng cũng không muốn nhắc dù sao bị đánh cũng không phải nàng nói xong ánh mắt lý lão thái quân rời khỏi khuôn mặt kinh ngạc mà khó chịu của vi ngưng tử lập tức nghe được bên ngoài có tiểu nha hoàn truyền lời, nói là hữu thần thiếu gia đã trở lại. Cảnh hữu thần vừa vào nội thất, liền nhìn thấy vi ngưng tử đã mang theo khuôn mặt bầm tím quỷ trên mặt đất, đáy mắt thoáng tỏa ra một chút sát khí, sau đó hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt liền tự hành lễ thỉnh tội với lý lão thái quân hành. Vì ngưng tử bị giao huấn cho một trận bị nghẹn ở trước ngực, chỉ cảm thấy một bụng uất ức như sắp trực trào tràn ra nhưng lại không thể cãi lại lời Lý Lão Thái Quân. Lý Lão Thái Quân như thế nào gian dạy nàng ta cũng được, nhưng nếu nàng ta nói năng lỗ mãng, lập tức sẽ bị một chữ hiếu áp xuống không ngừng đầu lên được. Bên tai nghe được tiếng Lý Lão Thái Quân lạnh lùng nói với cảnh hữu thần nói, việc xảy ra hôm nay, ta không muốn nghe ngươi nói lại lần thứ hai, nếu đã xảy ra, ngày mai nên nhanh chóng tới an bá phủ cầu hôn, để sự tình huyên náo lớn, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nói xong, ánh mắt của Lý Lão Thái Quân lại đảo qua một vòng ở trên người vi ngưng tử. Hàm ý trong đó thực rõ ràng, vị phu nhân này của ngươi cũng nên quản giáo lại đi. Cảnh hữu thần đương nhiên có thể cảm nhận được hàm ý trong mắt Lý Lão Thái Quân. Kính cần nghe theo gật đầu xác nhận, Lý Lão Thái Quân hơi ngừng lại. Ánh mắt nhìn cảnh hữu thần hiện lên một chút khôn khéo, chậm rãi mở miệng nói, này tứ hoàng tử đối với ngươi trong lòng đã có khúc mắc những huynh đệ khác trong phủ thì tài hoa thường thường không có gì nổi bật một mình ngươi cũng quá vất vả nay cháu ngươi đã trở về nghe nói bệ hạ từng hai lần hỏi qua tình hình hiện nay của hắn rất quan tâm đến hắn ta đã suy nghĩ kỹ có thể để cho hắn nhận tổ quy tông ở trên triều cũng có người có thể giúp đỡ cho nhau vừa nghe lời này của lý lão thái quân giọng nói của cảnh hữu thần liền mắc kẹt ở trong cổ họng bị nghẹn đến mặt đỏ cả lên Lý Lão Thái Quân làm sao có thể để cho Vi Trầm Uyên trở về giúp hắn chứ? Bà ta là nhìn thấy hắn hiện nay ở bên ngoài gây nên chuyện xấu hổ, lại làm cho tứ hoàng tử thất vọng, chỉ sợ tiền đồ khó dò, vì tránh để vĩnh nghị hầu phủ tiếp tục xuống dốc, nên tính nhận lại Vi Trầm Uyên, để tránh đến lúc đó hắn vừa thất thế, toàn bộ vĩnh nghị hầu phủ liền chân chính trở thành phù hầu tước không người chống đỡ rồi. Hắn thở gấp mấy hơi, mới có thể thốt ra tiếng giọng nói khô khốc. Mẫu thân, vì Hàn Lâm là nhi tử của đại ca, nhận về là chuyện tất nhiên, nhưng mẫu thân hắn là con của tội thần, nếu trở thành kế thất của đại ca, chỉ sợ bệ hạ sẽ trách tội. Nghe vậy, người khôn khéo của Lý Lão Thái Quân hơi ảm đạm nhìn cảnh hữu thần liếc mắt một cái, nhìn đến sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, trong lòng biết hắn tuy là nói sự thật, nhưng suy cho cùng hắn cũng không muốn để vi trầm uyên cùng hắn tranh đoạt tước vị bà thản nhiên nói nếu bệ hạ muốn trách tội từ trên trạng nguyên yến cũng đã lên tiếng rồi bệ hạ lại chưa từng chỉ trích hắn trong lòng ngài chính là đối với việc hắn trở về vĩnh nghị hầu phủ đã âm thầm phê chuẩn về điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng mẫu thân cảnh hữu thần còn muốn mở miệng lý lão thái quân đã vươn tay nha hoàn vội vàng đỡ bà đứng lên lý lão thái quân lại nheo mắt nhìn vi ngưng từ con quỳ trên mặt đất một cái ngữ khí lạnh lùng nói sắc trời không còn sớm, ta mệt rồi, các người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi an bá phủ đưa lễ. Đây rõ ràng là nói cho bọn hắn biết, chuyện đón mẹ con Vi Trầm Uyên vào phủ là việc ván đã đóng thuyền, không còn khả năng thay đổi rồi. Cảnh hữu thần phờ phạc ra khỏi, hoa Chỉ đường, trở lại phòng ngồi vào chỗ của mình, hai tay nắm chặt, sắc mặt thay đổi. Khi nhìn đến phấn lam phấn ngọc đỡ vi ngưng tử đi tới, nhìn bộ dáng chật vật của nàng ta, nhớ tới những lời vừa rồi nàng ta đã nói khi quỳ gối trước mặt lý lão thái quân lừa giận rốt cuộc không có biện pháp khống chế mà bộc phát ra lập tức vọt tới trước mặt vi ngưng tử hai mắt như lồi ra hung hãn giống nói người mang dáng vẻ này đi đến chỗ lý lão thái quân làm chi là ngại sự tình hôm nay náo còn chưa đủ lớn sao ta còn chưa đủ mất mặt sao trong đầu vi ngưng tử vẫn quanh quẩn chuyện lý lão thái quân nói phải đi đưa lễ trong lòng cân nhắc sau khi thu thủy vào cửa, 89 phần 10 là thân phận quy thiếp. Mình phải làm thế nào để chèn ép thu thủy không cho á ta chờ mình? Đột nhiên bên tai vang lên một trận giống, thậm chí còn có nước miếng phun đến trên mặt nàng ta. Dương mắt liền nhìn đến cảnh hữu thần bởi vì quá tức giận mà khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Vừa rồi nàng ta vẫn chịu đựng buồn bực cũng bạo phát ra, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Rốt cuộc là ai đang náo loạn, Ngươi đi khách điếm cùng người yêu đương vụng trộm bị tỷ tỷ của người ta bắt gian tại trận, náo đến mọi người đều biết, nay bị mẫu thân trách cứ, muốn tên vi trầm uyên kia nhận tổ quy tông, liền đem tất cả tức giận phát tiết ở trên người ta sao? Ngươi như vậy không đáng gọi là nam nhân. Nam nhân đang bị lửa giận thiêu đốt tối kỵ nhất chính là không nên thêm dầu vào lửa, đôi mắt mờ lớn của cảnh hữu thần bị lời nói mỉa mai hàm chứa nồng đậm châm chọc này kích thích biến thành một mảng đỏ rực. Một tay kéo Vi Ngưng Tử lại gần, đáp lại nàng ta chính là một cú dáng như trời đánh, "À, tiện phụ nhà ngươi, ngươi bây giờ là cảm thấy ta không có tiền đồ, cho nên hôm nay ở khách điếm mới không để ta vào trong mắt sao?" Hắn là con vợ kế, vẫn cố gắng biểu hiện khát cầu tiến thân, cũng chính vì hy vọng có một ngày mình có thể thừa kế tước vị, để cho người ta quên đi thân phận thứ suất của hắn, lời của Vi Ngưng Tử làm cho hắn nhớ tới chuyện hắn không cam lòng nhất hắn đương nhiên là bị chọc giận. Hắn là nam nhân, lại luyện qua võ công, sức tay so với thu thủy không chỉ mạnh hơn hai ba lần, một cái tát giáng xuống, má trái của vi ngưng tử cùng mắt trái liền trực tiếp bị đánh đến sung huyết, khóe miệng đổ máu, hàm răng cũng có chút lòng lẻo, môi đã bị tê dại. Lửa giận của cảnh hữu thần hiển nhiên cũng không vì một cái tát này mà dừng lại, nói tiếp nếu không phải ngươi cố ý mang theo thương tích như vậy đi đến trước mặt mẫu thân khóc lóc kề khổ mẫu thân làm sao biết chuyện xảy ra ở khách điếm chứ lúc trước nghĩ rằng ngươi ở trong hoàng cung là bị người hãm hại nay xem ra ngươi chính là người không biết thức thời khó trách ân bá phủ không chấp nhận được ngươi nói vì ngưng tử cái khác nàng ta ít nhiều cũng có thể ẩn nhẫn chỉ cần nhắc tới ăn bá phủ nàng ta giống như nghe đến kẻ thù giết cha ánh mắt âm trầm ác độc nhìn cảnh hữu thần, bất chấp đôi môi đã tê dại quát, cảnh hữu thần, người bị tứ hoàng tử vứt bỏ, bị mẫu thân từ bỏ, cuối cùng cũng chỉ có bản lĩnh đánh thê tử, còn muốn đem tội danh này đổ lên người ta. Người nếu không đi trêu chọc à tiểu tiện nhân kia, thì sẽ xảy ra nhiều việc như vậy sao? An bá phủ thì sao chứ? Người đã sớm muốn định bợ rồi đúng không? Hiện tại ngươi muốn kết thân với muội muội của di nương nhà người ta không lấy được thẩm vân khanh thì cũng coi như có chút kỷ niệm a à. cảnh hữu thần mỗi lần nhìn đến thẩm vân khanh hưng thú toát ra từ trong ánh mắt đều không qua được mắt vi ngưng tử nếu không phải không thể cưới được thẩm vân khanh e rằng làm sao hắn cũng sẽ không cưới nàng ta lòng người chính là kỳ quái như vậy tuy rằng vi ngưng tử đối với cảnh hữu thần không có cảm giác nhưng khi nghĩ đến phu quân của mình thế nhưng lại nảy sinh hứng thú với thẩm vân khanh tâm tình của vi ngưng từ càng thêm vặn vẹo càng thêm ghen tức nên miệng càng không do dự ngươi tâm tư thầm kín của cảnh hữu thần bị nói trúng tay giơ lên vừa muốn đánh tiếp phấn ngọc phấn lam bị tình cảnh trước mắt dọa sợ nhìn đến bộ dáng kia của vi ngưng tử rõ ràng đã bị đánh không thành hình người nay nếu còn đánh tiếp chỉ sợ nàng ta sẽ bị đánh chết vội chạy nhanh tiến lên kéo lấy cảnh hữu thần thấp giọng cầu xin lão gia đừng đánh nữa lại đánh chỉ e phu nhân sẽ chịu không nổi nữa đâu. tiếng kêu này rốt cuộc cũng kéo lại được hai phần thần trí của cảnh hữu thần. hắn căm giận hất tay, quang vi ngưng tử té ngã trên đất, hừ lạnh một tiếng. Ngươi hãy tự ngẫm lại, bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì? nghĩ rõ rồi hãy nói. thật là thành sự không có, bại sự có thừa. sau đó quay đầu bước ra cửa phòng, vì ngưng tử ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ cơ hồ không cách nào phân biệt được nữa. Hai má sưng lên ép hai mắt của nàng còn nhỏ xíu, tầm mắt cũng bị ngăn trở. Nhưng những việc này không sánh bằng nỗi hận trong lòng nàng ta. Cảnh hữu thần tên tiện nam nhân này, thế nhưng lại động thủ đánh mình, còn mắng mình không biết liêm sỉ, không hiểu đại cục, tại sao hắn cũng không nghĩ lại. Khi gặp phải vấn đề khó khăn, cũng không phải nhờ nàng ta nghĩ biện pháp giúp hắn sao, nay lại được hắn báo đáp như vậy. Ừm, còn về phần chú ý nàng ta đưa ra, mỗi một chuyện đã tạo nên hiệu quả kinh người. Gì, đã không nằm trong phạm vi tự hỏi của vi ngưng tử rồi. Vốn nàng ta bị thái độ thiên vị của Lý Lão Thái Quân đã cảm thấy không vui, nay lại bị cảnh hữu thần đánh, nội tâm oán phẫn, thanh âm lạnh như băng, các ngươi đi thu thập đồ đạc, ngày mai chúng ta quay về uy vũ tướng quân phù. Phấn Ngọc Phấn Lam vừa nghe lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái, ngày mai còn phải qua an bá phủ hạ lễ đón thiếp, phu nhân lần này bỏ đi, là không tính để cho thu thủy vào cửa được sao? Hơn nữa buổi tối Lý Lão Thái Quân vừa dăn dậy phu nhân, phu nhân liền ngay lập tức thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ, lọt vào mắt người khác, đó chính là lòng dạ hẹp hòi, phản nghịch mẹ chồng, truyền ra ngoài chính là tội lớn. Phu nhân, hai người đỡ vi ngưng tử đứng lên, để nàng ta ngồi trên nguyễn tháp, sắc mặt do dự mở miệng kêu cái gì còn không đi thu thập đồ đạc sáng sớm ngày mai chúng ta trở về vì ngưng tử hít một hơi khóe miệng có chốt xuất ra hơi lớn tiếng nói chuyện liền đau đớn không thôi nàng ta vươn tay vuốt lên vết thương cả người đều đau nhức cũng không biết ngày mai có thể đi được không nếu không đi sẽ khiến cảnh hữu thần cảm thấy nàng ta là người muốn đánh liền đánh nàng ta mới không muốn trở thành bao cát chốt giận của nam nhân Phấn Ngọc Phấn Lam thấy nàng ta đã hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là khi trở lại uy vũ tướng quân phủ, phải nói lại thế nào với vi phu nhân, tránh mình trở thành nơi chút giận. chương 334, Bách Hoa Thất Thế, 2 Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa tỏ, ánh mặt trời nhợt nhạt phản chiếu. Lý Lão Thái Quân đêm qua ngủ không được, sáng sớm thức dậy, nghe Mama trong viện nói tối hôm qua sau khi bát thiếu gia trở về, trong viện náo loạn một lúc là bát thiếu gia động thủ đánh phu nhân. Tuy rằng trong lòng Lý Lão Thái Quân thiên vị con vợ ký, nhưng cảnh hữu thần động thủ đánh người vẫn có chút quá đáng. Nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy khuôn mặt vi ngưng tử đã xanh xanh tím tím, Lý Lão Thái Quân hơi trầm ngâm, liền cho nha hoàn cầm hai hộp thuốc mỡ, lại bưng cháo tổ yến của mình, sai quản sự bên người cùng đem qua, cho phép nàng trước khi thương thế hồi phục thì được miễn thỉnh an. Kết quả quản ma ma sự đi một chuyến, khi về lại mang theo những thứ ban đầu, bẩm lại với Lý lão Thái quân, người gác cổng nói ngày hôm nay khi trời còn chưa sáng, bác thiếu phu nhân đã mang theo hai nha hoàn bên người, đóng gói trở về phủ Uy Vũ tướng quân rồi. Lý lão Thái quân vừa nghe, thuận tay đập mạnh tách trà đang cầm trong tay xuống bàn, cười lạnh nói, "Tốt, nàng ta thật rất có cốt khí a, à, tối hôm qua ta dạy dỗ nàng ta vài câu." đã khiến nàng ta lập tức thu dọn hành trang về nhà mẹ đẻ, một chút cũng không để mẹ chồng là ta đây vào mắt, vẫn nghĩ mình rất có trọng lượng sao? Một khi đã như vậy, vậy thì để cho nàng ta thoải mái mà ở uy vụ tướng quân phủ đi. Quản sự Mama cúi đầu, hành động lần này của bác thiếu phu nhân thật là xúc động lỗ mãng, nhưng bà chẳng qua cũng chỉ là một hại nhân, đương nhiên sẽ không đi bình luận chuyện của chủ tử, mà đề cập đến chuyện khác bát thiếu phu nhân nay không ở trong phủ, vậy việc hôm nay đi an bá phủ hạ lễ thì nên làm như thế nào? Lý Lão Thái Quân tức giận đến thở hồn hển nha hoàn ở phía sau nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà mới đỡ một chút, ánh mắt bình tĩnh nói, ta đi. Quản sự ma ma hơi kinh hãi, trong phủ nay còn có những thiếu phu nhân khác, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể chủ trì hạ lễ. Lão Thái Quân lại muốn tự mình đi, rõ ràng là muốn cất nhắc vị thiếp xuất thân từ An Bá Phủ kia, xem ra bát thiếu phu nhân xác thực đã chọc giận lão Thái Quân, một quý thiếp vào cửa, đối với chủ mẫu, thật đúng là không thể coi là chuyện tốt. Lý lão Thái Quân đích thân đến An Bá Phủ, lấy lệ quý thiếp mà rước thu thủy vào cửa, vì lúc sự việc phát sinh, người xung quanh rất nhiều, để tránh lại thêm phiền phức, chuẩn bị được ba ngày, liền dùng kiệu nhỏ từ cửa hôm nâng vào. Kính trả cho mẹ chồng là bà xem như chính thức làm thiếp. Thu thủy đương nhiên là mừng đến cười không thể khép miệng, bền uy vụ tướng quân phủ lại là một mảnh u ám. Vì phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, nhìn vi ngưng tử vẻ mặt xanh tím còn chưa tan, thở dài nói, con tự ý trở về phủ, lý lão thái quân liền tự mình làm chủ đi giúp ả thu thủy kia vào cửa. Nàng ta nay trừ bỏ sau lưng có tỷ tỷ là di nương của an bà phù làm núi dựa ra, lại có thêm một lý lão thái quân vì ngưng tử tựa vào đầu giường từ khi trở lại uy vũ tướng quân phủ sắc mặt ai oán của nàng ta chưa từng tốt lên chút nào không nghĩ tới lý lão thái quân thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cho chừa cho nàng ta trực tiếp rước thu thủy vào cửa mà ba ngày nay cảnh hữu thần cũng không phái người lại đây xem mình ngay cả lý lão thái quân cũng chưa từng sai người tới khuyên nàng ta trở về đây là tính để cho nàng ta trở về nhà mẹ đẻ ở cả đời sao nàng ta nâng lên khuôn mặt còn hơi sưng vừa vặn đem thương thế nặng nhất của mình hiện ở trước mặt vi phu nhân nghĩa mẫu người xem khuôn mặt của nữ nhi lại nhìn cả người đầy vết thương này lúc ấy ở khách điếm cảnh hữu thần không ra tay giúp nữ nhi thì thôi hắn lại còn giúp nữ nhân kia nói chuyện sau khi trở về còn đối với con bạo lực như thế mẹ chồng thì một chút cũng không quan tâm cơn giận này cho dù ngưng tử có thể nuốt xuống nhưng con là từ uy vũ tướng quân phủ xuất giá, người ta nhìn vào con. Không chỉ đơn giản là vì con là một nữ tử, con có thể diện của uy vũ tướng quân phủ. Nữ nhi không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ bị người đánh, mới thu thập trở về. Kỳ thật những việc này vi phu nhân đều biết, trong lòng của bà cũng biết là cảnh hữu thần không đúng. Nhưng cảnh hữu thần dù có không đúng, cộng thêm hành động của Lý Lão Thái Quân xuất phát từ thân phận của bà mà nói đích thật cũng có lý do của nó con lần này hồi phủ trong lòng lý lão thái quân nhất định không vui nếu không cũng sẽ không làm chủ đi rước à thiếp thất kia nữ tử xuất giá muốn về nhà mẹ đẻ phải được phu ra cho phép tối hôm trước con vừa bị bà răn dậy vài câu sáng sớm hôm sau liền rời đi là ai cũng sẽ cảm thấy đây là đang xem thường chủ mẫu gia tộc vốn cảnh hữu thần động thủ đánh con là hắn sai nay lại cưới vợ bé thêm một lỗi sai nhưng con bỏ đi như vậy những sai lầm này dù có nhắc tới cũng vô dụng người khác chỉ biết con là kẻ bất hiếu toàn bộ lỗi sai đều đổ lên người con tân nương tử vào cửa làm sao có thể được mẹ chồng yêu thích bản thân vi phu nhân cũng có nhi tử đặc biệt có thể hiểu được loại tâm tình này làm mẫu thân đương nhiên là sẽ thiên vị nhi tử nhà mình hơn nữa hành vi của vi ngưng tử ở khách điếm vốn chuyện cũng có nguyên do của nó nhưng quả thật nàng ta đã quá xúc động rồi sau khi tổng hợp lại những nguyên nhân diễn biến của câu chuyện đã giải thích vì sao khi vi phu nhân thấy vi ngưng tử trở về mà vẫn chưa đi vĩnh nghị hầu phủ chất vấn mà trước hết để cho vi ngưng tử điều tiết lại tâm tình và thương thế chờ vĩnh nghị hầu phủ phái người tới đón thì lại để cho nàng ta trở về thái độ của con đối với mẹ chồng quả thật là có chút quá xúc động nhưng cảnh hữu thần thì sao hắn có để nữ nhi ở trong lòng sao? vì ngừng từ từ trong lời của vi phu nhân đã hiểu ý của bà, liền không hề nhắc đến lý lão thái quân nữa, mà sửa thành chỉ trích cảnh hữu thần. vào lúc này nàng ta xác thực là chiếm thế thượng phong. những chuyện này đã không còn cách truy cứu nữa rồi. sự thật trước mắt là à thiếp thất kia đã vào cửa. con cùng cảnh hữu thần vừa tân hôn không lâu, nếu trong khoảng thời gian này con không về phủ chờ ả à thiếp thất kia nắm được tâm của cảnh hữu thần, lại đi lấy lòng lý lao thái quân, thì về sau con ở vĩnh nghị hầu phủ tất nhiên là nửa bước cũng khó đi. Rốt cuộc cũng làm phu nhân chủ mẫu đã lâu, nên vi phu nhân cũng có kinh nghiệm hơn, nghĩa nữ gà ra ngoài chính là người của phu gia, cũng không thể để cho người làm nghĩa mẫu như bà có thể quan tâm cả đời. Hơn nữa, bà còn trong lúc vô tình từ chỗ người khác nghe được, Lúc trước trên danh sách tu nữ có tên Vận Ninh Quận Quân là do chính nghĩa nữ của mình phái người đi xúi dục Mấy ngày nay, bà cố ý gọi Phấn Ngọc Phấn Lam đến dò hỏi, vì ngưng từ quả thật có phái người đi truyền tin, cho nên bà cảm thấy vị nghĩa nữ này cũng không nghe lọt tai lời bà nói trước đó. Hơn nữa nàng ta vừa qua tân hôn, tuy nói đúng là có ngọt ngào, nhưng cũng chưa từng hỏi qua thân sinh mẫu thân tạ thuần linh ra sao, vì phu nhân cảm thấy. Nghĩa nữ này có lẽ không giống như ngoài mặt là tình thâm ý trọng, ngược lại là lấy lợi làm đầu. Những lời này của vi phu nhân, vi ngưng tử cũng đã để ý, nàng ta đến uy vũ tướng quân phủ đợi ba ngày, không đợi được người của vĩnh nghị hầu phủ phái tới đón, nên cũng có chút sốt ruột, lại nghe tin thu thủy được đưa vào phủ, đáy lòng có chút hối hận, lúc này liền dựa theo lời của vi phu nhân, mang trên mặt thần sắc ảo nào khẩn trương, cầu xin nói, nghĩa mẫu, nhưng nay lại không có người tới đón nữ nhi con cứ như vậy mà trở về chẳng phải là làm cho người ta diễu cợt sao về sau chỉ càng khiến người ta khinh thường mà thôi đạo lý này vi phu nhân tự nhiên biết trong lòng bà đã sớm có dự tính mỉm cười việc này con cứ yên tâm nghĩa mẫu đương nhiên sẽ giúp con xử lý tốt nghe được lời này của vi ngưng tử ngày hôm sau vi phu nhân liền tới cửa cầu kiên lý lão thái quân Lý lão thái quân cho người ra mời bà tiến vào, dâng trà đãi khách. Không biết vi phu nhân tới cửa là có chuyện gì. Lý lão thái quân bưng tách trà lên, gạt nước, thổi đi trà vụn phía trên, nhấp một ngụm xong liền mở miệng hỏi: Từ thái này của bà liền có vẻ ta đây mười phần. Vi phu nhân tuy rằng là hậu bối của bà, nhưng nay hai nhà kết thân cũng coi như là cùng cấp bậc, nhưng mà lần này tới cửa là vì cầu hòa, không phải cãi nhau cho nên vi phu nhân chỉ mỉm cười ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười lý lão thái quân nghe nói phu quân của nghĩa nữ hôm qua vừa nạp thiếp thất việc này khi ta nghe người khác nói cũng không mấy tin tưởng ngưng tử gả đến vĩnh nghị hầu phủ chưa đầy ba tháng cô ra liền nạp thiếp cho nên nay đặc biệt đến để chứng thực một chút bà nói rất khách khí kỳ thật là đang đánh đòn phủ đầu trước vạch ra sai lầm của ngươi đến lúc nói đến vi ngưng tử khí thế của Lý Lão Thái Quân cũng có vẻ yếu đi. Nhưng mà, Lý Lão Thái Quân nghe vậy cũng rất trực tiếp mà gật đầu, bát phu nhân không phải chạy về quý phủ sao? Chẳng lẽ ngay cả việc này cũng không nói qua với vi phu nhân sao? Nàng ở khách điếm đem việc này nào đến mọi người đều biết, mà đối phương lại là người của An Bá Phủ. Ta cũng vì tránh để cho tương lai của hữu thần bị ảnh hưởng xấu hơn, nên mới làm chủ rước người vào. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ nói cùng ngươi, không nghĩ tới lại một chữ cũng không đề cập tới. Điều này cũng khó trách, dù sao nếu không phải nàng ta náo loạn đến long trời lỡ đất, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Lý Lão Thái Quân phản kích vừa nhanh chóng lại trực tiếp, đem trách nhiệm chính trong chuyện cưới vợ bé toàn bộ đổ lên người vi ngưng tử. Còn chỉ ra nàng ta không để ý lễ nghi, tự tiện chạy về nhà mẹ đẻ, ở trước mặt nghĩa mẫu đào lộn thị phi, giấu giếm chân tướng, đùa bỡn vi phu nhân vì phu nhân mấy ngày nay ở nhà cùng vi ngưng tử ngược lại thật không có lưu ý tin tức bên ngoài không biết thì ra vị thiếp thất kia là do vi ngưng tử náo loạn lớn mới phải rước về khi thế ban đầu tinh lớn tiếng dọa người liền yếu đi một chút dù vậy cô gia hắn nếu không làm ra loại việc này ngưng tử cũng sẽ không náo loạn hơn nữa sau đó cô gia lại động thủ đánh người ngưng tử nàng vừa trở thành tân nương tử không lâu ở nhà cũng được nuông chiều nhất thời giận quá liền không để ý quy củ, trở về quý phủ tìm ta khóc lóc kể lể. Nếu không phải giọng nói còn giữ được nguyên dạng, chỉ nhìn khuôn mặt mà xem, căn bản là nhận thức không ra đó là Ngưng Tử. Vì phu nhân lời này là nửa cứng nửa mềm, bên trong nói cảnh hữu thần không đúng, cũng nói Vi Ngưng Tử cũng có sai, còn hàm chức một tầng ý tứ khác, đó là Vi phu nhân hôm nay tới cửa là muốn bọn họ đón Vi Ngưng Tử trở về. Lý lão thái quân cụp đôi mắt xuống, khóe miệng thản nhiên cười, trong giọng nói ngược lại có vài phần sắc nhọn, việc này ta cũng đã nói với hữu thần, phu nhân có biết, hắn vừa mới bị giáng chức, nay lại bị chuyện thiếp thất này mà náo đến cả kinh thành người người đều biết, từ trên xuống dưới bình luận về hắn đều cực kỳ bất lợi, hắn quả thật đã nhất thời xúc động mà ra tay đánh nàng ta một chút, nhưng đa phần vẫn là vào lúc nàng ta động thù cùng vị thiếp thất kia mà gây nên thương tích lý lão thái quân nói là sự thật nhưng thương thế thu thủy tạo ra thoạt nhìn nghiêm trọng lại không thể nặng bằng do cảnh hữu thần đánh bất quá vi phu nhân cũng nghe ra ý của lý lão thái quân cũng không phải làm khó mình giữa các phu nhân với nhau khi đối thoại thì ý tứ trong lời nói cũng có những lĩnh hội khác nhau biết lý lão thái quân sẽ đón vi ngưng tử trở về bà bèn đáp thương thế kia nay cũng đã hồi phục rất tốt Nhị nữ cũng thường nói muốn trở về thăm lý lão thái quân nữa thăm bà nếu thật kính trọng bà như vậy còn có thể chạy về nhà mẹ đẻ sao lý lão thái quân ngầm cười đối với lời này không lên tiếng đáp lại vì phu nhân biết mục đích hôm nay đến đây đã đạt được cũng không lưu lại lâu trở lại quý phủ bà cũng không lập tức đi tìm vi ngưng tử mà là tìm người hỏi rõ ràng chi tiết sự việc phát sinh ngày đó mới biết được thì gia vi ngưng tử vốn không quan tâm đại cục ở trước mặt mọi người ra tay đánh bà thiếp thất kia là mất mặt mũi cảnh hữu thần mới dẫn đến những chuyện phát sinh sau đó vì phu nhân gắt gao nắm chặt các món tay trái tim hoàn toàn lạnh ngắt lúc này đây vi ngưng tử lại còn nói một nửa trừ lại một nửa cũng may ly lão thái quân không phải loại người quá mức cay nghiệt nếu không lần này bà đến thật đúng là không thể chiếm được lợi thế Tình cảm con người giống như một quả khí cầu, người thổi khí vào càng nhiều thì nó càng to tròn, nhưng nếu ở bên trên đâm một lỗ, nó sẽ bắt đầu xẹp xuống, mỗi lần đâm vào thì khí tản ra càng nhanh, càng về sau, cho dù người không ngừng thổi vào nó, nó cũng sẽ không cách nào to tròn trở lại như lúc trước nữa. Cảm tình của vi phu nhân đối với vi ngưng tử giống như quả bóng hơi bị đâm nhiều lỗ này, bà rất thích nghĩa nữ này là vì phu quân thích nên tình cảm của bà với nàng ta cũng không phải rất sâu đậm. Cảm tình như vậy không thể nói là bền chắc, một khi bị hủy, sẽ rất khó mà tạo dựng lại. Vì ngưng tử quá mức ích kỷ, nên không ngờ đến điểm này, nàng ta chỉ biết lợi dụng những thứ bên cạnh để đạt tới mục đích của chính mình. Khi vi phu nhật không tự mình đi qua, chỉ phái nha hoàn bên người đến nói cho nàng ta, vĩnh nghị hầu phủ không quá ba ngày sẽ tới đón nàng ta hồi phủ thì vi ngưng tử còn đang suy nghĩ quả nhiên vẫn là nghĩa mẫu ra mặt là đáng tin nhất như vậy vĩnh nghị hầu phủ về sau lại càng không dám xem nhẹ nàng ta rồi như vi phu nhân dự đoán ngày kế lý lão thái quân liền phái quản sự ma ma bên cạnh bà đến uy vũ tướng quân phủ đón vi ngưng tử trở về tuy rằng vi ngưng tử có sai nhưng cảnh hữu thần cứ như vậy cưới vợ bé đánh vợ cũng là có sai lý lão thái quân không thể không nể mặt mũi của uy vũ tướng quân nếu vi phu nhân đã đến cửa hòa giải bà cũng theo bậc thang này mà bước xuống khi vi ngưng tử hồi phủ không nhìn thấy bóng dáng của cảnh hữu thần trong lòng liền tức nghẹn liền sai phấn lam đi hỏi một nha hoàn tùy tùng bát thiếu gia tại sao hôm nay lại không tới nhà hòa kia lườm vi ngưng tử một cái cúi đầu không dám nói chuyện bộ dạng này làm cho đôi mắt vi ngưng tử híp lại tầm mắt lạnh như băng bắn đến trên người nha hoàn nói bát thiếu gia tại sao không có tới hàn ý gong giọng nói làm cho đầu của nha hoàn càng cúi càng thấp thanh âm nhỏ như mũi kêu nhưng cũng đủ để vi ngưng tử nghe rõ bát thiếu gia cùng thu di nương đi lên núi chơi rồi thu di nương ở đây là chỉ thu thủy vì ngưng tử nhất thời tức giận đến ruột gan đều đảo lộn hắn ta chưa từng mang nàng đi chơi bao giờ vì một tiện nhân vừa mới vào cửa mà hắn đã cưng chiều đến tận trời nếu không phải là đang ngồi trên xe ngựa, không thể lại xoay người nhảy xuống xe, chỉ có thể chịu đựng cơn giận này. dưới đáy lòng thầm mắng thu thủy tiện nhân, ngươi có bản lĩnh liền cùng cảnh hữu thần cứ đi du sơn ngoạn thủy, đừng có trở về. nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. mà cảnh hữu thần đang bị vi ngưng từ nguyền rùa trong lòng lúc này cũng không vui vẻ như nàng ta tưởng tượng. hắn mang theo thu thủy đi quang minh đỉnh phụ cận thành thiên việt, không phải bởi vì hắn đặc biệt sủng ái thu thủy mà vì ba ngày nay ở hộ bộ, cái loại cảm giác bị mọi người coi như không khí này, làm cho người trước kia luôn được người người tính trọng như cảnh hữu thần cảm thấy quá mức hụt hẫng. Hắn tuổi còn trẻ đã được ngồi lên ghế hộ bộ thị lang, bởi vì hắn là tâm phúc của tứ hoàng tử, cho nên đại thần trong triều đều cho hắn vài phần mặt mũi, mà nay một khi vào lỡ bước xa chân, hắn liền thể nghiệm được cái loại hụt hẫng đã lâu không thấy này, điều này làm cho hắn rất khó chấp nhận, nên hôm nay xin phép ra ngoài giải sầu. Bát thiếu ra, chàng xem, bên kia cũng có người đang ngắm cảnh kia. Thu thủy như chim nhỏ nép vào trong lòng cảnh hữu thần, chỉ vào một chỗ dịu dàng nói. Trong mắt cảnh hữu thần làm sao con tồn tại phong cảnh gì, hắn chỉ cảm thấy một mảnh tiêu điều. Những mảnh cỏ vào đầu hạ này cũng không thể lọt vào mắt hắn, nhưng hắn cũng cho vị tân di nương này chốt mặt mũi, quay đầu nhìn về phía thu thủy chi lại thấy trong môi đình phía bên trái, có năm sáu người đang ngồi cùng nhau, nâng cốc nói chuyện, chỉ liếc mắt một cái, trong mắt cảnh hữu thần liền bắn ra tia sáng, nhất thời hắn cảm thấy vòng hào quang trói lọi đang ở ngay trước mặt mình. chương 335, Quan gia ngõ hẹp, 1 Khi cảnh hữu thần nhìn sang bên kia, người trong đình cũng đã nhìn thấy hắn, cầm đầu là một nam tử mặt vàng mắt lùi nở nụ cười, sau đó cao giọng tiếp đón, a à đây không phải là cảnh đại nhân sao như thế nào lúc này còn rảnh rỗi lên núi chơi không ở hộ bộ xử lý công vụ à lời của hắn ta nghe qua thì nhiệt tình kỳ thực hàm chứa nồng đậm ý tứ châm chọc đôi lông mày cao gầy bên trong đều là trêu ghẹo ác ý cảnh hữu thần trong mắt xẹt qua một chút chán ghét thu thủy cảm giác được tay hắn ôm mình hơi dùng sức mang theo một cỗ tức giận mãnh liệt thế nhưng trên mặt lại không thể không mang theo tươi cười thân thiết nói đúng vậy thì ra là lê phò mã phương tiểu hầu gia cẩn vương thế tử cũng ở đây thật sự là khéo a à. nam tử vừa nói chuyện chính là lê phò mã mà hai nam tử ngồi đối diện hắn là ngự phượng đan cùng phương tiểu hầu gia từ xa nhìn về phía cảnh hữu thần mỉm cười xem như chào hỏi lê phò mã uống một ngụm rượu lại ngừng đầu nhìn cảnh hữu thần tiếp tục khinh thường nói cảnh đại nhân a đã rảnh rỗi đến đây vậy thì lại đây ngồi một chút, vừa vặn ta cũng dẫn theo nữ nhân, nào nào, lại đây cùng nhau. Bên cạnh Lê Phò Mã là một nữ tử xinh đẹp ăn mặc lõa lồ, xem cử chỉ và vẻ mặt cũng biết là nữ tử thanh lâu. Trong mắt cảnh hữu thần mang theo oán hận và chán ghét, hắn tuy rằng dẫn theo thu thủy, nhưng cũng lấy lệ cưới vào làm quý thiếp, so sánh thiếp của hắn với nữ tử thanh lâu, đây không phải là trắng trợn đánh vào mặt hắn sao? Vị lê phò mã này nếu không phải nể mặt hắn ta là phò mã thì mình đã đi lên đá hắn hai cái nhất sự không thành thế vô tắc dùng nhìn thấy ai thất thế liền cho người đó thêm một cước ta còn có việc không quấy dày nhã hứng của ba vị tâm tình không tốt cảnh hữu thần đã tận lực giữ khẩu khí ôn hòa nhưng cũng che giấu không được sự buồn bã sau khi nói xong liền dẫn theo thu thủy xoay người chọn một con đường khác rời đi loại người như Lê Phò Mã không biết cái gì gọi là chừng mực, nhìn thấy dáng vẻ cảnh hữu thần tức giận xoay người bỏ đi lại xua tay hô to, cảnh đại nhân, chớ đi vội, đến đây uống chén rượu a à. Ngự phượng đàn hiếp con người hẹp dài nhìn thu thủy bên cạnh cảnh hữu thần, nghĩ đến đôi phượng mâu rào hoạt của người nào đó, chu môi nhấp nhấp, đột nhiên nổi lên một cỗ ý cười, dung nhan như mọc phơi phới như gió xuân, nhất thời nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Món tay thon dài xinh đẹp bao bọc lấy chiếc ly bằng ngọc, dịch rượu cam thuần bị động tác nhẹ nhàng khuấy đảo tạo nên những gợn sóng li ti, trong mảnh gương bằng rượu kia, đôi mắt hắn sặc sỡ như cầu vồng. Phương tiểu hầu ra tà mị liếc ngư phượng đàn, lấy khủy tay huyết nhẹ hắn một chút, ánh mắt rơi xuống bóng lưng của thu thủy, trêu ghẹo nói, đàn đàn, chẳng lẽ ngươi thích loại này, chật chật, khẩu vị của ngươi thật nặng nha, thế nhưng lại coi trọng tiểu thiếp của người khác ngự phượng đàn nheo mắt nhìn phương tiểu hầu ra kia đang cười hề hề một cách đê tiện không thèm để ý đến sưng hô làm người khác rợn tóc gáy kia hất khủy tay của hắn ra cánh tay áo rộng thùng thình trong cảnh sắc núi rừng tươi mát giống như một áng mây tùy gió phiêu giật hắn đứng lên gió này thổi đến nhức đầu ta xuống núi trước đây ôi chao ôi chao như thế nào đã muốn xuống núi a không phải ngươi nói muốn tới đây uống rượu à lê phò mã vẫn còn chưa tận hứng thấy ngự phượng đàn muốn đi liền nhanh chóng níu kéo ban đầu muốn nhưng hiện tại không muốn ngự phượng đàn híp lại hẹp mâu hơi hơi nghiêng đầu dáng người rất tuấn tú biểu tình trên mặt lại vô lại mang theo một loại ý tứ như ta chính là không muốn uống làm sao bây giờ làm cho người ta không thể níu kéo hắn muốn đi phương tiểu hầu ra tự nhiên cũng đứng lên đuổi kịp tốc độ của ngự phượng đàn vừa đi vừa xoay người vẫy tay với lê phò mã lần sau lần sau lại uống a à. về phần cảnh hữu thần trước khi lên núi tâm tình hắn đã ủ rủ lúc này càng trở nên tồi tệ trong đầu đều là giọng nói đầy châm biếm và cười nhạo của lê phò mãi trên mặt tràn đầy phẫn ý thu thủy bị hắn ôm trong ngực nhưng lại không thể không phối hợp với bước chân vừa nhanh vừa dài của hắn nhất thời chân mỏi vô cùng âm thầm quan sát sắc mặt cảnh hữu thần e dè hỏi bát thiếu gia chàng làm sao vậy bị tu thủy hỏi phân ý trong lòng cảnh hữu thần đối với lê phò mã có cớ xuất khẩu nhìn đường xuống núi phía trước hử nói cái tên lê trí kia dựa vào cái gì mà diễu cợt ta hắn tài hoa tầm thường trí tuệ cũng tầm thường căn bản chính là một gã tài trí bình thường y vào thế lực của thất công chúa mới có cuộc sống như hôm nay hắn có tư cách gì mà châm chọc ta chứ thu thủy đương nhiên có thể nghe ra sự không cam lòng trong lời của hắn có ý lấy lòng nói cái đó là đương nhiên tuy rằng tỳ thiếp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tên lê phò mã kia nhưng dựa vào bề ngoài và ngôn từ của hắn mà nói liền biết ngay hắn không bằng một nửa của bát thiếu gia nếu không phải hắn ý vào mối hôn sự với thất công chúa chỉ sợ bây giờ hắn chính là một công tử kinh thành quần áo lụa là vô tích sự sao có thể giống bát thiếu gia chàng hết thầy đều là dựa vào bản lãnh của mình mà tranh đến một phen kiều thanh nguyện ngữ làm cho tâm tình cảnh hữu thần tốt hơn một chút nhưng đôi mày lại nhíu chặt hơn nữa lê phò mã bản thân tài hoa ít ỏi đức hạnh thiếu thốn lại có thể ngồi lên chức quan béo bở mỗi ngày ăn chơi đảng điếm ở thanh lâu luôn có thân ảnh của hắn lại càng chưa nói đến mỹ thiếp trong nhà nhiều vô số kể tất cả những thứ này đều dựa vào mối hôn sự với thất công chúa cảnh hữu thần không khỏi nghĩ đến nhị công chúa. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không cẩn thận, xảo ngộ nhị công chúa vài lần. Cảm giác của nhị công chúa đối với hắn có thể nói là si mê, bị một công chúa cao cao tại thượng ái mộ, theo đuổi, việc này cực kỳ có thể thỏa mãn tâm lý tự đại của nam nhân. Nếu hắn có thể cưới nhị công chúa, như vậy cuộc sống của hắn cũng sẽ giống như Lê Phò Mã, không, nhất định sẽ so với Lê Phò Mã còn xuất sắc hơn bởi vì năng lực của hắn so với Lê Phò Mã cũng được coi là không tệ, mà mẫu thân của nhị công chúa còn là hoàng hậu, so với mẫu phi sớm qua đời của tất công chúa kia, tuyệt đối nhiều lợi thế hơn nhiều. Cảnh hữu thần mừng như điên, chỉ cảm thấy cái tên Quang Minh Đỉnh này đúng là danh phù kỳ thực, rất hiệu nghiệm, và lúc cuộc đời hắn u ám đã thắp một mọn đuốc soi đường cho hắn, để hắn có thể hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Thu Thủy nềm chính là phúc tinh của gia a cảnh hữu thần đột nhiên quay đầu sắc mặt vui mừng nói với thu thủy hắn ôm thu thủy còn ngơ ngác không biết sao lại thế này vào trong ngực nói đi chúng ta xuống núi thu thủy tuy rằng không biết cảnh hữu thần đang vui mừng vì cái gì nhưng nghe được cảnh hữu thần khen nàng ta là phúc tinh cũng vui đến lông mi bay thẳng càng thêm thẹn thùng rúc vào trong lòng cảnh hữu thần gia chàng lại trêu ghẹo thu thủy không có, đây cũng không phải là trêu ghẹo. Cảnh hữu thần cười ha ha, đi về phía chân núi, lúc lên núi là vẻ mặt buồn bực cùng tích tụ, nay đều theo gió vô ảnh vô tung mà biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phong quang cùng đắc ý. Hắn chỉ biết, cuộc đời của cảnh hữu thần hắn sẽ không thể chỉ dừng ở đây. Sau khi vi ngưng tử về đến Vĩnh Nghị Hầu Phủ, trước hết đi đến chỗ Lý Lão Thái Quân Thỉnh An, sau đó trở về trong viện, nàng ta vẫn chờ tin tức của cảnh hữu thần và thu thủy mãi cho đến khi bầu trời xanh nhiễm màu quất sắc trời hơi tối mới nghe được tiểu nha hoàn bên ngoài báo lại bát thiếu phu nhân thu di nương đã trở lại vì ngưng tử nghe vậy chân mày hơi nhíu lại bát thiếu ra đâu nghe gã sai vặt ở tiền viện nói bát thiếu ra sau khi trở về liền đi thư phòng hình như có chuyện quan trọng tiểu nha hoàn cúi đầu trả lời vì ngưng tử gật gật đầu vậy ngươi đi mời thu di nương qua đây tiểu nha hoàn nhận lệnh lui ra ngoài đến tiểu viện thu thủy ở nơi này là nơi lý lão thái quân sắp xếp cho thu thủy tuy rằng không lớn nhưng bởi vì cảnh hữu thần nay chỉ có một mình nàng ta là thiếp thất hơn nữa trong vườn cảnh sắc thanh lịch tao nhã thu thủy phi thường vừa lòng thu di nương bát thiếu phu nhân mời người đi qua một chuyến thu thủy vì thay quần áo trở về phòng đã biết được vi ngưng tử đã được đón về nàng ta còn tưởng rằng vi ngưng tử có thể nán lại ở uy vũ tướng quân phủ một thời gian nữa không nghĩ tới nhanh như thế đã trở lại mình chân trước vừa vào nhà nàng ta chân sau cho người đến mời chỉ sợ là đã đợi một ngày trong lòng vừa đố kỵ vừa hận rồi thu thủy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhớ tới cảnh hựu thần xế chiều hôm nay đối với mình đủ loại ôn nhu triền miên nếu như vi ngưng tử muốn mắng mình mình cũng không ngại đà kích nàng ta một chút. Đến viện của vi ngưng tử, thu thủy lại không có như ý muốn mà trông thấy dáng vẻ tức giận, đôi mắt như phun lửa của vi ngưng tử, ngược lại chỉ thấy nàng ta mặc cả bộ đồ màu đỏ, đế dày vải bồi, chiếc váy mặt ngựa màu đỏ tươi thiêu lá sen và bích liên, trên mặt tươi cười đoan chính lại ôn hòa. Này cùng với người động tay động chân đánh mình ở khách sạn như hai người khác nhau, trở nên trầm ổn như thế, thu thủy âm thầm đắc ý xem ra vi ngưng tử cũng biết nàng ta ở trước mặt cảnh hữu thần được sủng ái nên không dám kiêu ngạo rồi thu thủy liền đi lên phía trước hành lễ với vi ngưng tử tỷ thiếp gặp qua phu nhân vi ngưng tử thấy hai bên má nàng ta hồng nhuận hai mắt long lanh thoạt nhìn hôm nay đi chơi có vẻ vô cùng vui vẻ cái cằm vươn cao kia hiển nhiên là không có đem chính thất là mình đặt vào mắt răng ngứa đến muốn cắn người không nghĩ tới mình sẽ lại thất thế đến nỗi bị một ả à thiếp thất khi dễ. Bất quá tuy trong lòng khó thở, vì ngưng tử cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng vừa trở về, không thể lại làm ra chuyện để cho Lý Lão Thái Quân bắt lỗi. Bàn tay bên trong tay áo siết chặt, ở mặt ngoài thì vẫn tươi cười thân thiện. Đứng lên đi, tạ phu nhân. Thù thủy không có thành ý mà đứng lên, rất lớn mặt mà nhìn thẳng vi ngưng tử, thấy trên mặt nàng ta còn có màu xanh tím, khóe miệng lộ ra vài phần tươi cười đắc ý. Vì ngưng tử làm như không nhìn thấy sự khiêu khích kia, chỉ trưng ra vẻ mặt đại nghĩa nói, ngươi sau khi vào cửa, ta có việc phải trở về nhà mẹ đẻ, chưa kịp uống trà ngươi kính, điều này cũng coi như cho qua. Nghe nói nhà ngươi trước kia là ở một trấn nhỏ của Dương Châu, một ít quy củ ngươi có thể không hiểu, nhưng nay ngươi đã vào vĩnh nghị hầu phủ, đại biểu chính là thể diện của hầu phủ, có chút quy củ vẫn là phải lập thiếp thất mỗi ngày phải tới trước mặt chủ mẫu hầu hạ, chủ mẫu ăn cơm ngươi đứng bên cạnh phục vụ, chủ mẫu uống trà ngươi bưng trà rót nước, chủ mẫu nói chuyện thì ngươi nghe, những điều này, chắc là tỷ tỷ ngươi cũng biết, mấy ngày hôm trước chỉ hoãn thì thôi, từ giờ trở đi, ngươi liền ngay bây giờ ở đây bắt đầu hầu hạ đi. Nghe xong lời nàng ta vừa nói, thu thủy ảo não cực kỳ, chính thất và thiếp thất của nhà giàu khác biệt rất lớn. Vì ngưng từ vừa rồi biểu hiện như vậy, cũng không phải là thật tâm rộng lượng, mà là thay đổi biện pháp chèn ép nàng ta. Nhưng tỷ tỷ có nói qua, trước khi nàng ta đứng vững ở đây thì không nên để người khác bắt được lỗi lầm. Vì thế, Thu Thủy nhịn xuống một bụng oán hận, đối với Vi Ngưng Tử đáp, vâng, phu nhân. Câu trả lời này cũng làm cho Vi Ngưng Tử có chút bất ngờ, nàng ta còn tưởng rằng Thu Thủy vừa nghe những lời này, nhất định sẽ phản biện lại, thiếp thất đến trước mặt chính thất thực hiện quy củ đây là điều hiển nhiên, bắt buộc phải làm, dù náo loạn đến thế nào, vì ngưng tử cũng chiếm lợi thế, không nghĩ tới thu thủy thế nhưng đáp ứng, bất quá vì ngưng tử nào có phải là người đơn giản, nếu thu thủy đã đáp ứng rồi, nàng ta vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận mà chỉnh à. Tốt, quả nhiên là người hiểu chuyện, vì ngưng tử cười, quay đầu phân phó phấn lam, bưng bữa tối lên. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn